Thưa quý vị, trả lời chất vấn về việc chính thức tăng lương hưu bao nhiêu phần trăm, Bộ Tài chính cho rằng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nên chốt tỷ lệ phần trăm tăng lương hưu tăng ở mức đảm bảo mức sống tối thiểu cho người cao tuổi và các loại trợ cấp vượt quá khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2024. Theo chuyên gia an sinh xã hội, hai bộ cần tính toán cụ thể phần tăng đối với từng đối tượng để có cách giải quyết. Chính vì có sự đề xuất như vậy, nên mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vào cuộc để nghiên cứu đưa ra mức tăng phần trăm lương hưu cụ thể. Trước đó, Bộ Tài chính đề nghị tính toán lại mức phù hợp. Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội đã quyết nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27/NQ-TW năm 2018, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Thực hiện chính sách tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15%, tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2%, từ 2.550.000 đồng lên 2.655.000 đồng, tăng trợ cấp xã hội 38,9%, từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng. Tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, đối với chính sách người có công sẽ thực hiện đúng phương châm thể hiện trong pháp lệnh người có công là người có công được hưởng trợ cấp cao hơn bình thường. Theo tinh thần đó, mức trợ cấp của người có công sẽ cao hơn một bậc so với mức cải cách tiền lương. Đối với nhóm đối tượng hưởng bảo trợ xã hội có mức tăng tương đồng với mức tăng lương bình quân của công chức có lộ trình gồm hai thời điểm là ngày 1 tháng 7 năm 2024 và ngày 1 tháng 7 năm 2025. Về tăng lương hưu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết sẽ phân chia thành 3 nhóm đối tượng. Nhóm đầu tiên là những người nghỉ hưu thông thường. Mức tăng lương hưu sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu, hài hòa giữa người cùng chức vụ trước và sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 với nhóm người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nhà nước cần áp dụng mức bù để giảm chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Và ngoài áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội, những người hưởng lương hưu theo ngân sách khi về hưu được đảm bảo đầy đủ chế độ như người nghỉ hưu bình thường. Nhóm nghỉ hưu trước năm 1995, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Chính trị, các cơ quan có thẩm quyền cho áp dụng những chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa. Tham gia ý kiến về tác động của chính sách tiền lương mới đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ Tài chính cho biết, ước tính sơ bộ nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước năm 2024 tăng thêm so với dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện phương án đề xuất của Bộ Lao động Thương binh Xã hội là 17.276 tỷ đồng, vượt khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Quốc hội quyết định tối đa là 7.430 tỷ đồng. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, tính toán lại các phương án điều chỉnh cụ thể, bảo đảm các nguyên tắc và cơ sở pháp lý để trình cấp có thẩm quyền quyết định các mức điều chỉnh trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng tăng lương hưu 15% là hợp lý. Về vấn đề tăng lương hưu, các chuyên gia an sinh xã hội cho rằng, đầu tiên việc điều chỉnh lương hưu phải thực hiện theo nguyên tắc đóng hưởng để bảo đảm công lao trong quá khứ của công chức viên chức nghỉ hưu đã đóng góp. Thứ nữa, theo thông lệ lịch sử, việc tăng lương là quan hệ ngang giữa lương tài chức và lương hưu, tức là tỷ lệ tăng lương hai bên bằng nhau. Và thứ ba, việc điều chỉnh tăng lương hưu phụ thuộc vào ngân sách có hai nguồn. Những người về hưu trước năm 1995 hưởng lương hưu từ ngân sách nhà nước và đối tượng nghỉ hưu từ năm 1995 trở lại đây hưởng lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội chi trả. Việc tăng lương hưu phải tuân thủ theo nguyên tắc chung đó, nếu vi phạm sẽ làm mất công bằng với người nghỉ hưu. Hiện nay, điều kiện cân đối ngân sách của Trung ương khó khăn,
nguồn bố trí điều chỉnh lương hưu và một số chính sách trợ cấp an sinh xã hội rất hạn chế, trong khi một số địa phương vẫn tiếp tục dư nguồn cải cách tiền lương lớn. Để chủ động nguồn điều chỉnh những chính sách và giảm áp lực bố trí ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương, Bộ Tài chính đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương và nguồn cải cách tiền lương của các địa phương còn dư sau khi bảo đảm đủ nhu cầu cải cách tiền lương được sử dụng để thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành. Trao đổi về việc Bộ Tài chính nêu ý kiến, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mức tăng lương hưu và các loại trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 vượt khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Quốc hội quyết định. Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho rằng tăng lương hưu tỷ lệ thấp quá thì không có ý nghĩa, mà tăng như Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất thì không có nguồn. Cho nên, bây giờ Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngồi với nhau để bàn lại các phương án và tính toán cụ thể từng phần tăng lương hưu, tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công, tăng trợ cấp xã hội như Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất là bao nhiêu tiền. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội muốn tăng lương hưu 15%, nhưng sau khi cân đối vẫn thiếu nguồn thì có thể hạ xuống 12%. Về trợ cấp người có công với cách mạng mà không nâng được như mức đề xuất 28,9% thì giảm xuống một chút. Nhiều năm nghiên cứu chính sách an sinh xã hội, tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận định đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về cơ bản vẫn chấp nhận được, nhưng vẫn có cái không phù hợp. Bởi vì theo nguyên tắc tăng lương công chức viên chức và người về hưu có tỷ lệ ngang nhau, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng lương hưu 15% chỉ bằng một nửa của tăng lương công chức viên chức 30%. Thế nhưng, đây là tình huống đặc biệt liên quan đến cải cách lịch sử tiền lương của công chức viên chức quá thấp từ trước đến nay, nên mức tăng 30% để giải quyết vấn đề lâu dài. Vì hiện tại, đội ngũ công chức viên chức có mức tiền lương không đủ chi trả cho cuộc sống, dẫn đến năng suất, hiệu suất làm việc không tốt. Mức đề xuất tăng lương hưu 15% chưa phải là tối ưu, nhưng đành chấp nhận bởi phụ thuộc vào ngân sách, ông Nguyễn Hữu Dũng cho hay, đồng thời cho rằng bây giờ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phải tính được ngân sách nhà nước có bấy nhiêu tiền thì giải quyết tăng lương hưu được bao nhiêu người. Còn lại hai nguồn là bảo hiểm xã hội và nguồn kích dư từ các địa phương để không vượt quá khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Quốc hội quyết định tối đa là 7.430 tỷ đồng. Trường hợp nếu vượt quá, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Quốc hội xem xét lại, điều chỉnh, bổ sung ngân sách để việc tăng lương hưu, các loại trợ cấp thực sự có ý nghĩa và các đối tượng thụ hưởng được cải thiện cuộc sống. Nếu tăng lương hưu tỷ lệ thấp, thì tất cả ba nhóm đối tượng đều sẽ bị chênh lệch, chứ không chỉ những người về hưu trước năm 1995. Bây giờ giải quyết tăng lương hưu tỷ lệ cao hơn cho những người về hưu trước năm 1995. Vậy đối tượng nghỉ hưu từ năm 1995, nhiều người có lương hưu thấp, thậm chí dưới mức lương tối thiểu, chỉ 2 triệu đồng một tháng thì có được tăng cao. Còn nhóm về hưu trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, nếu xử lý cho họ tăng thấp, sau này cũng sẽ chênh lệch, mâu thuẫn với nhau. Người ta sẽ đặt câu hỏi, tại sao mình đóng bảo hiểm xã hội nhiều lại được tăng lương thấp? Cho nên vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phải tính toán con số cụ thể để có cách xử lý phù hợp. Quy định tăng lương hưu 15% của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là một bước đi quan trọng và tích cực hướng tới việc cải thiện đời sống cho những người đã nghỉ hưu, đồng thời thể hiện sự công bằng và tôn trọng đối với công sức họ đã đóng góp cho xã hội. Điều này không chỉ phản ánh sự quan tâm của chính phủ đến an sinh xã hội, mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về việc nhìn nhận và đánh giá cao công lao của những người đã cống hiến cho đất nước. Việc điều chỉnh tăng lương hưu theo nguyên tắc đóng hưởng không chỉ đảm bảo công bằng giữa các thế hệ công chức viên chức nghỉ hưu, mà còn phản ánh sự cân nhắc hợp lý trong việc phân phối nguồn lực xã hội. Bằng việc tuân theo thông lệ lịch sử và điều chỉnh dựa trên tình hình ngân sách hiện tại, mức tăng 15% được xem là cân đối và khả thi, đồng thời giữ vững nguyên tắc công bằng giữa lương tại chức và lương hưu.
dù đối mặt với thách thức về ngân sách, sự đề xuất từ Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương tích lũy là một giải pháp sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt và quyết tâm trong việc tìm kiếm lối thoát cho vấn đề an sinh xã hội. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực lên ngân sách trung ương, mà còn tận dụng hiệu quả nguồn lực từ các địa phương. Phản ứng tích cực từ cộng đồng và sự hỗ trợ rộng rãi từ các chuyên gia an sinh xã hội cho thấy, mức tăng lương hưu 15% không chỉ hợp lý về mặt kỹ thuật, mà còn phản ánh sự am hiểu, quan tâm đến nhu cầu và quyền lợi của người lao động đã nghỉ hưu. Quyết định này không những mang lại niềm vui và sự ấm áp cho những người đã dành cả đời mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, mà còn khích lệ tinh thần làm việc và cống hiến cho thế hệ lao động hiện tại và tương lai. Nhìn chung, mức tăng lương hưu 15% là một biểu hiện của sự công bằng, nhân văn và phản ánh tinh thần trách nhiệm của chính phủ đối với những công dân đã phục vụ đất nước. Đây không chỉ là bước tiến trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động đã nghỉ hưu, mà còn là dấu hiệu của một xã hội tiến bộ, biết ơn và trân trọng những đóng góp của mình. Quý vị thân mến, hiện nay, rất nhiều quý vị đang có nghi ngại rằng thấy thông tin đài báo đăng bài tăng lương hưu nhiều nhưng có thấy tăng đâu? Đây là một câu hỏi mà nhiều quý vị có đặt ra cho chương trình. Liệu có thực sự tăng lương hưu hay chỉ là đưa tính rác? Chương trình trả lời với quý vị rằng trong năm 2024 sẽ tăng lương hưu quý vị ạ. Chắc chắn sẽ tăng bởi nó có 3 căn cứ. 3 yếu tố rõ ràng về làm cơ sở tăng lương hưu. Áp dụng chỉ số giá tiêu dùng mới được công bố ngay từ ngày 28 tháng 1. Và cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ là 2 yếu tố thời điểm thúc đẩy tăng lương hưu năm 2024. Sau đây, chương trình sẽ chia sẻ 3 yếu tố dẫn tới bắt buộc phải tăng lương hưu năm 2024. Yếu tố thứ nhất, tăng theo chỉ số giá tiêu dùng. Lương hưu không phải mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu, mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng. Mục đích việc điều chỉnh liên tục để đảm bảo cuộc sống của người lao động khi về già. Hàng năm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đều ban hành thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu. Tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm sau khi nhân với mức điều chỉnh sẽ cao hơn mức thực tế mà người lao động đã đóng. Tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cao hơn thì lương hưu của người lao động sẽ tăng theo. Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội năm 2024 được quy định tại thông tư số 20/2023/TT-BLDT-BXH ban hành vào ngày 29 tháng 12 năm 2023. Theo đó, mức điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu cho người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau. Trong 5 năm đổ lại đây, mức thay đổi tính toán cụ thể là năm 2020, mức điều chỉnh là 1.08. Năm 2021, mức điều chỉnh là 1.07. Năm 2022, mức điều chỉnh là 1.09. Năm 2023, mức điều chỉnh là 1.03. Năm 2024, mức điều chỉnh là 1.0. Còn với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính lương hưu như sau. Năm 2021, mức điều chỉnh là 1.09. Năm 2022, mức điều chỉnh là 1.05. Năm 2023, mức điều chỉnh là 1.0. Thông tư 20/2023/TT-BLDT-BXH có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 2 và mức điều chỉnh trên áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Yếu tố thứ hai, tăng theo tiền lương. Theo quy định hiện hành, lương hưu của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính dựa trên số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, nếu lương của người lao động tăng, thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cao hơn và lương hưu sẽ tăng theo. Trong năm 2024, người lao động khu vực trong và ngoài nhà nước, hai nhóm lao động chính tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều được tăng lương từ ngày 1 tháng 7. Ở khu vực nhà nước, Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội đã thống nhất thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 từ ngày 1 tháng 7.
theo nghị quyết số 27NQ-TW ngày 21 tháng 5 năm 2018, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được thiết kế theo cơ cấu mới. Mục tiêu cải cách tiền lương là đảm bảo lương công chức thấp nhất phải cao hơn lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Chính phủ đang xây dựng bảng lương chi tiết để thực hiện dựa trên nguyên tắc mức lương từ ngày 1 tháng 7 sẽ cao hơn hiện hành. Ở khu vực ngoài nhà nước, Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng đã chính thức khuyến nghị với chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 từ ngày 1 tháng 7. Mức tăng lương tối thiểu vùng được hội đồng đề xuất là 6%, tương ứng tăng 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Cụ thể, lương vùng 1 là 4,96 triệu đồng, vùng 2 là 4,41 triệu đồng, vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 là 3,45 triệu đồng. Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng 6% từ ngày 1 tháng 7. Cụ thể, vùng 1 là 23.800 đồng một giờ, vùng 2 là 21.200 đồng một giờ, vùng 3 là 18.600 đồng một giờ và vùng 4 là 16.600 đồng một giờ. Yếu tố thứ 3, đảm bảo lưới an sinh bền vững cho người cao tuổi. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, phương án trung bình đến năm 2029, số người cao tuổi Việt Nam sẽ đạt 17,28 triệu người, chiếm 16,53% dân số, tăng 5,87 triệu người so với 10 năm trước đó 2019. Bình quân mỗi năm tăng 587.000 người. Đến năm 2039, số người cao tuổi Việt Nam sẽ là 22.799 triệu người, chiếm 20,57% dân số. Năm 2049 sẽ đạt 28,61 triệu người, chiếm 24,88% dân số. Cũng theo Tổng cục Thống kê, tuổi càng tăng thì tỷ lệ người cao tuổi có sức khỏe yếu càng cao, số bệnh mắc phải càng lớn và thời gian nằm bệnh càng dài. Điều này đòi hỏi phải chăm sóc người cao tuổi nhiều hơn. Tuy nhiên hiện nay, sự hỗ trợ người cao tuổi ngày càng khó khăn, nhất là ở khu vực thành thị. Số người cao tuổi gia tăng nhanh chóng, đặt gánh nặng lên vai các thành viên trẻ tuổi trong gia đình về tình trạng căng thẳng, có thể dẫn đến tình trạng ngược đãi người cao tuổi. Thực tế cho thấy, già hóa dân số là một lĩnh vực cần sự quan tâm sâu sắc của các nhà hoạch định chính sách. Chính vì vậy, bên cạnh việc xây dựng khung pháp lý và chính sách để bảo vệ quyền của các cá nhân khi về già, việc tăng lương hưu cũng là giải pháp quan trọng để góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng này. Nhất là hiện nay, đa số người cao tuổi có mức lương hưu thấp dưới mức sống tối thiểu. Theo các chuyên gia, lương hưu là yếu tố cần thiết đảm bảo cuộc sống cho mỗi người khi về già, tránh sự phụ thuộc vào con cháu và gánh nặng cho xã hội. Tuy nhiên, hệ thống hưu trí Việt Nam hiện được thiết kế đơn tầng, độ bao phủ còn hạn chế với hai chế độ hưu trí. Một là dựa trên đóng góp của người lao động, doanh nghiệp thuộc bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hai là không dựa trên đóng góp, hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước chi trả, dành cho người trên 80 tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội khác và cho người 60 đến 79 tuổi dựa trên gia cảnh. Tính chung hai chế độ hưu trí này chỉ đảm bảo chế độ cho khoảng 40% người cao tuổi, số còn lại không có lương hưu và trợ cấp. Già hóa dân số nhanh và hệ thống hưu trí đơn tầng có thể coi là hai yếu tố cộng hưởng gây áp lực lên hệ thống an sinh xã hội. Đưa ra giải pháp cho vấn đề trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Giang Thanh Long, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, Việt Nam nên thiết kế hệ thống hưu trí đa tầng, linh hoạt độ tuổi hưởng lương hưu để giải quyết vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần và già hóa dân số. Theo đó, với bảo hiểm xã hội bắt buộc, có thể linh hoạt hưởng lương hưu và nên điều chỉnh linh hoạt theo hướng tuổi làm việc ở công sở theo quy định. Nhưng tuổi nghỉ hưu nói chung với người lao động thì không quy định cứng. Người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội bình thường và tự chọn đăng ký nghỉ hưu ở độ tuổi muộn hơn. Ngoài ra, chính phủ nên thiết kế một hệ thống hưu trí đa tầng với công thức hưởng khác nhau. Tầng dưới cùng dành cho lao động hưởng lương hưu dựa trên những năm đóng bảo hiểm xã hội ở mức thu nhập tối thiểu. Hưu trí tầng này do nhà nước phụ trách và nếu mức hưởng thấp hơn mức lương tối thiểu thì bù thêm. Tầng thứ hai là những người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn làm việc, có thu nhập và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc chia sẻ chung. Nhóm này tự chọn tuổi nghỉ hưu và mức hưởng tương xứng tuổi nghỉ hưu. Tầng thứ ba dành cho những người đóng bao nhiêu hưởng bấy nhiêu như hình thức tài khoản cá nhân.
Còn với bảo hiểm xã hội tự nguyện, cần bổ sung các chế độ rất thiết thực như ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp để tăng sức hấp dẫn, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, vì đây là khu vực còn rất nhiều dư địa và rất tiềm năng. Như vậy có thể nói, đây là 3 yếu tố dẫn tới bắt buộc phải tăng lương hưu năm 2024. Vậy nên, quý vị cứ yên tâm được tăng lương hưu nhé. Quý vị chưa cần quá lo lắng rằng sẽ tăng lương hưu là bao nhiêu phần trăm, bởi khi đưa ra mức phần trăm tăng lương hưu, nhà nước sẽ căn cứ cụ thể xem hệ số trượt giá như nào, căn cứ xem đời sống nhân dân hiện tại ra sao. Ở đây là nói đến mức lương tối thiểu của người lao động quý vị ạ. Và điều cuối cùng, chính phủ luôn muốn toàn thể người lao động, người cao tuổi sẽ có một cuộc sống an bình, đủ đầy, nên sẽ căn cứ phù hợp để tăng lương hưu quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe video chia sẻ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.